Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Phần 1: Tự thuật của Hòa thượng Hư Vân. Chương 1. Ta tên tục là Trai, xuất thân từ Lăng Lăng, vốn thuộc dòng dõi của Lương Võ Đế một ngày trước. Chú thích 1. Lương Võ Đế 502-550 là nhà vua rất sùng đạo Phật của Trung Hoa, là người có công xây dựng nhiều chùa chiền. Vào thời của vị vua này, đạo Phật được xem là quốc giáo. Cha ta tên là Ngọc Đường, mẹ ta tên là Nhan Thị, cư ngụ tại tỉnh Hồ Nam thuộc huyện Tương Lương. Cha ta làm quan tại châu Vĩnh Xuân, tỉnh Phúc Kiến. Mặc dù lập gia đình đã lâu, nhưng cha mẹ ta vẫn chưa có con, nên mẹ ta thường ra ngoài thành, nơi chùa Quán Âm cầu tự. Bà thấy nóc chùa bị hư hoại, không ai sửa chữa nữa, nên phát nguyện trùng tu lại. Đêm nọ, cả cha lẫn mẹ ta đều nằm mơ thấy một vị mặc áo xanh, tóc dài, trên đỉnh đầu có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, cưỡi hổ đến rồi nhảy lên trên giường. Mẹ ta kinh sợ, giật mình thức dậy, liền thọ thai. Cuối năm Đạo Quang thứ 20 1840, cha ta được bổ đi nhậm chức tại Phủ Nguyên Châu. Tháng 7 ngày 20 giờ dần ta ra đời, nhưng lúc ấy toàn thân được bao bọc bởi một bọc thịt. Mẹ ta thấy vậy kinh hãi, nghĩ từ đây về sau chắc sẽ không còn hy vọng sinh con được nữa, nên buồn, uất khí mà chết. Hôm sau có ông lão bán thuốc đến cắt bọc thịt mang ta ra. Từ đó ta được bà kế mẫu là Vương Thị chăm sóc, nuôi nấng. Ngay từ nhỏ ta đã không ăn thịt. Người nhà bắt ăn liền nôn mửa ra nên cả nhà cho là điều lạ. Năm ta vừa được 11 tuổi thì cha ta đã được bổ nhiệm đi trông coi Phủ Tuyền Châu, nên ta được gửi cho người chú ruột trông coi. Và lúc đó tục tảo hôn rất thịnh hành, bà nội ta đã làm lễ đính hôn cho ta với hai người con gái, Điềm Thị và Đàm Thị. Cả hai đều thuộc dòng dõi con nhà quan lại tại Phúc Kiến. Hai dòng họ đã từng làm bạn thông giao với nhau từ lâu. Năm ta được 13 tuổi thì bà nội ta qua đời. Ta theo cha đưa linh cữu bà về quê an táng. Người nhà thỉnh chư tăng đến tụng kinh cầu siêu rất trọng thể. Đây là lần đầu tiên ta được nghe kinh Phật và thấy pháp khí Tam Bảo, tự tâm vui mừng khôn xiết như người mê chợt tỉnh. Từ đó ta chuyên tâm nghiên cứu kinh Phật, đọc tụng những bộ kinh như A Di Đà, Phổ Môn. Ta xem truyện Hương Sơn nói về sự tích hành đạo của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 1. Chú thích 1. Hương Sơn Đại Bi Bồ Tát truyện do một vị học sĩ là Tường Chi Kỳ viết theo lời kể của một vị trụ trì chùa Hương Sơn Trung Quốc. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời tu hành và đắc đạo của công chúa Diệu Thiện, tức Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền thâm nhiễm vào tâm, ít lâu sau ta cùng cha đi Đài Loan, lên thuyền xuất phát từ cửa Hạ Môn 2. Chú thích 2. Hạ Môn là thành phố nằm ở phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, thành phố nhìn ra eo biển Đài Loan. Đang lênh đênh trên biển, bỗng đâu có một con quái vật lớn như núi, cao hơn mặt biển cả vài chục thước xuất hiện. Mọi người đều sợ hãi. Ta nhớ đến công hạnh Tầm Thanh Cứu Khổ 1. Chú thích 1. Tầm Thanh Cứu Khổ: lắng nghe ở đâu chúng sanh có nhiều khổ đau thì Ngài có mặt. Hạnh Quán Âm là hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Của Bồ Tát Quán Thế Âm nên yêu cầu tất cả mọi người trên thuyền hãy niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thuyền đi khoảng nửa giờ sau thì thấy đuôi cá khổng lồ dài cả mấy trăm thước nhô lên, nhưng tất cả đều được bình an vô sự. Tháng 8 năm đó, ta theo chú, ta đi hành hương, lễ bái khắp các chùa ở Nam Ngạc. Dường như có duyên xưa hay sao mà ta cứ quyến luyến cảnh chùa, không muốn trở về nhà nữa, chỉ mong muốn được xuất gia. Hiềm vì chú ta quá nghiêm khắc nên ta không dám làm trái ý, đành miễn cưỡng trở về nhà. Chú ta biết ta có chí xuất trần nên muốn dùng lợi lạc thế gian mà lưu giữ lại. Chú mời một đạo sĩ được gọi tên là Vương Tiên Sinh đến nhà dạy ta cách tu hành. Vị này dạy ta đọc sách Đạo Lão, đồng thời luyện nội ngoại khí công. Tuy tâm ta không muốn học, nhưng sợ chú nên không dám cãi. Ta học sách đạo giáo tại nhà trong suốt 3 năm, nhẫn nhục hết sức. Bên ngoài dường như không có gì, nhưng bên trong cứ như ngồi trên bàn đinh.
Ngày nọ, thừa lúc chú đi vắng, ta nghĩ thời điểm rời nhà đã đến, nên xách quần áo trốn đi Nam Ngạc. Hiểm vì đường xa khó đi nhanh, nên giữa đường ta bị người nhà tìm bắt được, đưa trở về Tuyền Châu. Biết ta có chí xuất gia, cha ta vội cho rước hai cô họ Điền và Đàm về, rồi cử hành hôn lễ, mong rằng ta sẽ lụy tình riêng mà quên đi việc xuất gia tìm đạo. Trong thời gian trước hôn lễ, ta bị nghiêm giữ tại nhà không cho đi đâu vì sợ ta lại trốn. Tuy nhiên ý ta đã quyết, nên vào đêm tân hôn, ta vào phòng riêng nói rõ ý định muốn xuất gia của mình cho hai cô vợ nghe, nên họ cũng hiểu. Từ đó ta bắt đầu giảng giải Phật Pháp cho hai người vợ cùng nghe. Tuy ở chung nhà, nhưng chúng ta không nhiễm sắc dục. Dầu ở nơi phòng riêng hay phòng khách, chúng ta đều là bạn đạo thanh tịnh. Người em họ con chú ta tên là Phú Quốc, cũng có chí xuất tục, nên cũng đồng học Phật Pháp với ta. Năm 19 tuổi, ta quyết chí ly tục. Phú Quốc cũng đồng chí hướng, nên chúng ta bí mật xem xét lộ trình đến Cổ Sơn ở Phước Châu. Ta làm bài ca túi ra, bì bao ca để lưu biệt hai cô họ Điền và họ Đàm. Rồi sau đó cùng Phú Quốc trốn nhà đến chùa Sõng Tuyền, núi Cổ Sơn, tỉnh Phước Châu, xin hòa thượng thường khai làm lễ xuống tóc cho. Ta theo hòa thượng Diệu Liên ở Cổ Sơn, thọ giới cụ túc. 1. Chú thích 1. Thọ giới cụ túc Upasampada. Một tỳ kheo được thọ giới cụ túc có nghĩa là chính thức bước vào đời sống thanh tịnh của một bậc thánh, trong bốn cử chỉ đi đứng ngồi nằm cho đến khi giải thoát giác ngộ. Pháp danh là Cổ Nham, cùng diễn triệt tự đức thành. Sau khi thọ giới cụ túc, Phú Quốc hành cước. 2. Chú thích 2. Hành cước đi chu du đây đó nhằm mục đích học hỏi, tham phương tìm thầy học đạo. Từ đó ta không còn biết tung tích gì nữa. Hay tin ta trốn nhà ra đi, cha ta sai người đi khắp nơi tìm. Quan quân được lệnh lùng xét các chùa chiền trong vùng, nên ta phải ẩn trốn tại một hang động sau núi, không dám lộ diện. Lúc ấy ta truyền hành lễ sám hối, nên tuy trong núi có nhiều hổ sói, ta không hề sợ sệt. Sau 3 năm chuyên tâm lễ sám, ngày đó một vị sư ở Cổ Sơn đến cho hay rằng cha ta đã từ quan về hưu, quan quân thôi việc lùng bắt, nên ta không cần phải trốn lánh nữa. Ta bèn trở về chùa nhập chúng làm việc. Năm ta được 25 tuổi, có người đến cho hay rằng cha ta bị bệnh nên đã qua đời tại huyện Tương Lương. Sau khi cha ta mất, kế mẫu Vương Thị dẫn hai cô con dâu đi xuất gia làm ni sư. Bà Vương Thị có pháp danh là Diệu Tịnh, cô Điền Thị pháp danh là Châu Khiết, cô Đàm Thị pháp danh là Thanh Tiết. Từ đó, ta không còn biết tin tức gì về gia đình nữa. Ta nhập chúng tại Cổ Sơn trong hơn 4 năm. Công việc của ta lúc ấy là nấu cơm, làm vườn, hành đường, điểm tọa. Tất cả công việc đều cực nhọc, nhưng ta không hề phiền lòng. Lúc đó trên núi có thiền sư Cổ Nguyệt, là vị tu khổ hạnh bậc nhất trong chúng, nên ta thường đến đàm đạo học hỏi với ngài. Ta theo ngài sống tam thường bất túc. 1. Chú thích 1. Tam thường bất túc là nếp sống được duy trì theo phương châm của nhà chùa, có nghĩa là mặc thì không cầu đẹp, ăn thì không cầu ngon, ngủ thì không cầu đủ, chỉ vừa phải. Nếp sống ấy một mặt vừa để tiết chế dục vọng, một mặt cũng nói lên một nghệ thuật sống thanh cao. Mặc, ăn hay ngủ vừa đủ thì sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc sâu sắc hơn. Nên những khi có phân phát đồ cúng dường cho chư tăng trong chùa, ta đều không nhận. Mỗi ngày ta chỉ ăn một bát cơm mà sức khỏe vẫn tráng kiệt. Một hôm ta nghĩ mình đã nhập chúng mấy năm mà việc tu hành vẫn chưa tiến bộ bao nhiêu. Lại nhớ xưa kia Pháp Sư 2 Huyền Trang, chủ thích 2 Pháp Sư, giảng sư thuyết pháp hay người thông tuệ môn pháp. 10 năm trước khi đi qua Ấn Độ thỉnh kinh, đã tự học ngôn ngữ xứ này. Ngài tập mỗi ngày đi 100 dặm và nhịn ăn, mới đầu là 1 ngày, rồi lần lần tăng lên đến 10 ngày, để chuẩn bị cho sau này phải đi qua những sa mạc hoang vu, tuyệt nhiên không có nước. Việc tu hành khổ hạnh của các bậc cổ đức là như thế. Tại sao ta lại không hành theo gương người xưa? Nghĩ thế nên ta xin thôi đảm trách công việc trong chùa, chia hết vật dụng tư trang cho chư tăng, chỉ mang theo bên mình 1 y, 1 bát, 1 đôi vớ, 1 tấm bồ hoàn, 1 cái nón lá, rồi trở lại hang động trong núi mà tu hành. Trong 3 năm đó, ta sống rất đơn giản, đói ăn đọt tùng lá dại, khát uống nước suối nước sương. Giày vớ ngày càng rách nát, chỉ còn lại mỗi chiếc áo chàng che thân.
đầu tóc mọc dài cả mấy thước, đôi mắt sáng rực. Người ở xa nhìn thấy tưởng yêu quái đều bỏ chạy. Ta cũng chẳng muốn cùng người nói chuyện, chỉ im lặng tu hành. Ta không nhận thương hại hay thức ăn nấu chín của người thế gian, chỉ ăn lá cây dại. Nơi rừng sâu núi thẳm, hổ đói rắn trùng không hại đến ta. Trong 3 năm liền ta một lòng quán chiếu và niệm Phật, ngửa mặt nhìn trời, thấy muôn đều sự nằm trong tâm. Ta sống an lạc như người ở cõi tứ thiền và nghiệm biết rằng tai hoạn của thế nhân đều do thân miệng ý gây ra. Cổ nhân đã nói âm thanh của một chiếc bình bát còn vang xa hơn cả muôn ngàn tiếng chuông. Riêng ta bình bát cũng chẳng có nên dung tự tại không ngại. Càng tu sức khỏe của ta càng tráng kiện, tai mắt ta càng tinh thông và có thể đi nhanh như bay. Từ đó ta vân du khắp nơi tùy ý thích, có núi thì ở, có lá dại thì ăn, từ nơi này sang nơi khác, qua một năm mà chẳng biết tháng ngày. Ngày nọ, khi dừng chân tại một ngọn núi ở Ôn Châu, có một vị sư đi đến đảnh lễ và hỏi: "Lâu nay tôi nghe hạnh của thầy nên đến cầu xin chỉ dạy." Nghe thế ta cảm thấy vô cùng xấu hổ liền đáp: "Kẻ này tri thức ngu muội, thiếu sự tham học, đâu dám chỉ dạy cho ai?" Vị sư kia ngạc nhiên hỏi: "Thầy hành hạnh này bao nhiêu năm rồi?" Ta liền thuật lại những việc đã xảy ra trong những năm sống trong rừng núi. Vị ấy nghe xong liền bảo: "Tôi cũng chỉ tham học đôi chút, không biết điều gì, nhưng tôi nghe nói trên núi Thiên Thai 1. Chú thích 1. Núi Thiên Thai ở tỉnh Chiết Giang là một tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc. Hòa đảnh trong am Long Tuyền có lão pháp sư Dùng Cảnh là người đạo cao chức trọng, thầy nên đến đó mà cầu đạo." Nghe thế ta cảm tạ vị tăng kia rồi đi thẳng đến núi Thiên Thai. Khi đến núi Thiên Thai, ta gặp một vị tăng liền hỏi thăm chỗ ở của pháp sư Dùng Cảnh. Vị tăng đó đáp: "Vị sư mặc áo vá ngồi thiền đằng kia chính là ngài ấy." Ta bèn đi thẳng đến, cúi đầu đảnh lễ, nhưng lão pháp sư chẳng màng quay đầu lại, ta liền bạch: "Còn từ xa đến đây xin được thân cận học hỏi, mong ngài vì lòng từ bi mà chỉ dạy cho." Pháp sư xoay mình lại, nhìn ta hồi lâu rồi hỏi: "Người là tăng, là đạo sĩ hay là người thế tục?" "Con là tăng sĩ." "Thế đã thọ giới cụ túc chưa?" "Bạch pháp sư, con đã thọ giới rồi." "Người đã tu hành với hình dạng này bao lâu rồi?" Ta liền lược thuật lại sự tu hành của mình trong những năm vừa qua. Pháp sư lắc đầu hỏi: "Ai đã dạy người tu như thế?" "Bạch pháp sư, con thấy người xưa ai nấy đều tu hành khổ hạnh mới đắc đạo, nên con cố học theo." Pháp sư nói ngay: "Người chỉ biết người xưa tu thân, vậy có biết người xưa tu tâm như thế nào không?" Nghe vậy, ta giật mình như vừa bị ai dội một gáo nước lạnh lên người, không biết phải nói gì. Pháp sư nói tiếp: "Hình thể tu hành của người như thế này chẳng khác chi ngoại đạo, thật uổng phí công phu tu hành cả 10 năm. Ở rừng sâu núi thẳm ăn đọt tùng uống nước suối mà thọ mạng được 100 năm, bất quá chỉ là 110 loại tiên nhân như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói thôi, còn cách đạo giải thoát rất xa. Có tiến lên thêm một bước nữa cũng chỉ đứng được sơ quả, chỉ tự giải thoát cho mình chứ chẳng cứu được ai. Nếu biết phát tâm Bồ Tát, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, tự độ cho chính mình, sau độ cho người, tu đạo thế gian mà không rời thế gian pháp, đó mới chính là con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Này người miễn cưỡng không ăn cơm nấu chín, mặc quần áo rách dưới, chưa nói là làm bộ dạng khác thường, công phu quái dị như vậy mà còn đòi giải thoát được sao?" Ta được pháp sư cảnh tỉnh cho như thế, toàn thân chấn động, đau thối nhức xương, nên đảnh lễ xin ngài chỉ dạy cho. Pháp sư nói: "Ta dạy ngươi, nếu nghe thì ở, còn không thì nên đi ngay nơi khác." "Bạch pháp sư, con đến đây chỉ mong được học hỏi với ngài, sao lại dám không nghe lời chỉ dạy?" Pháp sư liền cho ta quần áo, bảo đi cạo đầu, tắm gội sạch sẽ, rồi phân công cho ta làm việc trong chùa. Ngài dạy ta khán thoại đầu. Chú thích 1. Khán thoại đầu hay tham thoại đầu, nghĩa là xem, trông coi, giữ tâm ở một niệm là câu thoại đầu. Ví dụ câu thoại đầu là ai đang niệm Phật hay A-di-đà Phật. Bằng cách này người hành thiền trụ tâm ở một chỗ cho đến khi tâm hoàn toàn thanh tịnh, thấy được chân tánh của các pháp, đi đến giác ngộ giải thoát. Ai là người đang mang thây chết này?
Từ đó ta ở lại Am Long Tuyền, hầu cận pháp sư Dung Cảnh, học giáo quán của tông Thiên Thai. 2. Chú thích 2. Thiên Thai Giáo Quán Tông là một tông phái Phật giáo xuất phát từ Thiên Tai Tông, còn gọi là Pháp Hoa Tông. Pháp Hoa Tông ra đời ở Trung Quốc, sau đó được truyền sang Mông Cổ, Nhật Bản, Việt Nam. Tâm được khai mở nhiều, pháp sư tuổi ngoài 80, giới luật tinh nghiêm, tông giáo đều thông. Học với ngài được ít lâu thì ta được gửi đến chùa Quốc Thanh học thêm quy chế thiền môn. Đến chùa Phương Quảng học kinh Pháp Hoa, ta rất siêng năng tu học nên được pháp sư khen ngợi. Nhiều lần ngài bảo ta lên tòa giảng kinh cho những vị khách tăng đến am tham học. Năm ta được 36 tuổi, pháp sư cho phép ta hạ sơn. Ta lưu luyến đàm thoại cùng ngài suốt mấy đêm rồi trân trọng từ biệt xuống núi. Ta đi ngang qua Tuyết Đâu, đến chùa Nhạc Lâm nghe giảng kinh A-di-đà, rồi vượt biển đi Phổ Đà. 1. Chú thích 1. Phổ Đà Sơn tên cũ là Bố Đà Lạc Già. Phổ Đà Sơn nằm trong biển Đông Nam, tỉnh Chiết Giang. Ngọn núi này cùng với Nga Mi Sơn, Ngũ Đài Sơn và Cửu Hoa Sơn được xem là tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Quốc. Tham bái các chùa, am tự viện trong vùng. Sau đó ta trở lại huyện Ninh Ba, đến chùa A Dục Vương lạy xá lợi Phật trong 2 năm để hồi hướng công đức, báo ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Năm sau nữa ta đến chùa Thiên Đồng nghe giảng Tông Thông Kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi đi Hàng Châu triều bái Tam Thiên Trúc cùng các thánh cảnh khác. Trên đường từ Ninh Ba đến Hàng Châu, thời tiết rất nóng nực. Vì thuyền nhỏ mà người đông nên thanh niên cùng phụ nữ đều nằm la liệt. Nửa đêm khi mọi người đang say giấc, ta cảm thấy như có ai đụng chạm vào thân mình. Tỉnh dậy ta thấy bên cạnh mình có một cô con gái trần truồng. Ta không dám nói gì, vội ngồi dậy nghiêm trang kiết già trì chú. Cô ấy cũng chẳng dám động đậy, nếu lúc ấy ngu muội thì chắc đã phạm giới hư bại rồi. Vì việc này ta có lời khuyên các vị tu hành rằng không thể thiếu cẩn trọng trong những trường hợp như trên. Hết phần 1, chương 1. Phần 1, chương 2. Năm ta được 43 tuổi, nghĩ mình đã xuất gia tu đạo hơn 20 năm mà đạo nghiệp vẫn chưa thành, cứ mãi phiêu du theo gió nghiệp, nên tự tâm rất xấu hổ. Ta muốn báo ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, nên định trở lại biển Nam Hải, núi Phổ Đà, nơi hướng đông, rồi từ đó đi về hướng bắc, núi Ngũ Đài mà lễ bái. Nghĩ thế ta đến Phổ Đà, ở đó vài tháng chăm chỉ tu thiền tĩnh tọa, đôi khi chứng kiến được vài cảnh giới. Ngày đầu tháng 7 từ am Pháp Hoa núi Phổ Đà, ta khởi hương rồi đi 3 bước lạy một lạy, tam bộ nhất bái, trực chỉ đến thẳng núi Ngũ Đài. Lúc đó có 4 vị tăng là Biến Chân, Thu Nghi, Sơn Hà và Giác Thừa cũng đi theo. Vì vừa đi vừa lạy nên mỗi ngày hành bộ không được nhiều. Sau khi đến Tô Châu, 4 vị tăng kia đều thoái lui, còn ta vẫn tiếp tục lễ bái, hành 3 bước một lạy. Khi qua Nam Kinh, ta đến lễ tháp tổ Pháp Dung Ngưu Đầu. 1. Chú thích 1. Pháp Dung 594-657 là thiền sư Trung Hoa, người sáng lập thiền phái Ngưu Đầu, là môn đệ của thiền sư Đạo Tín, tổ thứ tư của thiền tông. Rồi vượt sông đi Tung Sơn, ghé thăm chùa Thiếu Lâm. 2. Chú thích 2. Chùa Thiếu Lâm hay Thiếu Lâm Tự là một ngôi chùa trên đỉnh phía tây của Tung Sơn, thuộc tỉnh Hà Nam, chùa nổi tiếng từ lâu do mối liên hệ với Phật giáo Thiền Tông và Võ Thuật. Ngày đi đêm nghỉ, gió mưa sáng tối, cứ như thế mà đi, cứ như thế mà lạy, khổ vui, đói khát, không quên chánh niệm, nhất tâm xưng tụng danh hiệu Phật và Bồ Tát. Tháng chạp năm đó, ta lạy đến bến Thiết Thá, nơi sông Hoàng Hà. Ngày đầu ta ngủ tại Lữ Xá, ngày thứ hai ta băng qua sông. Nhưng đi được một bước thì trời sập tối nên không dám đi nữa. Nơi ấy rất hoang vắng, bốn bề không người, chỉ có một túp lều tranh nhỏ nằm bên đường. Ta tạm dừng chân nơi đây, ngồi kiết già thiền tọa. Tối đến, trời lạnh thấu xương, tuyết rơi dày đặc. Hôm sau mở mắt ra thấy tuyết dày cả thước, bốn bề trắng xóa như thế giới lưu ly. Không còn thấy đường đi nữa nên ta đành ngồi niệm Phật. Vì chòi tranh không có vách tre, gió thổi lạnh buốt nên ta đành cố thu mình ngồi trong góc nhỏ cho đỡ lạnh. Tuyết tiếp tục rơi, gió tiếp tục thổi, nhưng ta làm chủ hơi thở, giữ vững chánh niệm.
Ba ngày ba đêm trôi qua, tuyết vẫn rơi như thế, giá lạnh cũng như thế, dần dần rơi vào trong trạng thái hôn mê. Trưa ngày thứ sáu, tuyết ngừng rơi, thấy bóng mặt trời mờ mờ, nhưng vì đã kiệt sức nên ta không đứng dậy được. Sáng ngày thứ bảy, có một người hành khất đi đến, thấy ta nằm trên tuyết bèn hỏi han vài câu, nhưng ta không trả lời được. Biết ta nhuốm bệnh nặng, ông gạt tuyết ra, lấy rơm nhóm lửa, nấu cháo bằng gạo vàng cho ta ăn. Ta ăn xong mình toát mồ hôi, khí lực bình phục lại, người hành khất hỏi: "Ngài từ đâu đến đây?" "Tôi từ núi Phổ Đà Nam Hải đến." "Vậy ngài đi đâu?" "Tôi triều bái đến núi Ngũ Đài một." Chú thích một: Ngũ Đài Sơn, còn gọi là Thanh Lương Sơn, nằm trong địa phận tỉnh Sơn Tây. Ngọn núi này là một trong bốn ngọn núi được xem là tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Quốc. Ngũ Đài Sơn gắn liền với Văn Thù Bồ Tát. Ta hỏi lại danh tánh của ông ấy, người hành khất đáp: "Ta họ Văn, tên Cát." "Vậy ông đi đâu?" "Ta từ núi Ngũ Đài trở về Trường An." "Nếu ông từ núi Ngũ Đài đến, vậy ông hẳn biết Chư Tăng ở đó." "Dĩ nhiên rồi, trên đó ai cũng biết ta cả." "Nếu vậy, từ đây đến núi Ngũ Đài phải đi qua những vùng nào?" "Ngài phải đi Bồng Huyện, Hoài Khánh, Hoàn Sơn Lĩnh, Tân Châu, Thái Tục, Thái Nguyên, Đại Châu, Nga Khẩu rồi đến Ngũ Đài." "Vậy từ đây đến núi, lộ trình còn bao xa?" "Khoảng hơn 2.000 dặm nữa." Hôm sau khi mặt trời vừa lên, người hành khất lấy ra một nắm gạo vàng nấu cháo với tuyết. Thấy tuyết đang tan thành nước trong nồi, ông chỉ tay vào và hỏi: "Ở Nam Hải có vật này không?" "Thưa không." "Vậy ngài uống gì?" "Thưa tôi uống nước." Ngay sau đó tuyết trong nồi đã tan ra thành nước, người hành khất chỉ tay vào nước hỏi: "Vậy chứ đây là gì?" Tôi không sao trả lời được, người hành khất hỏi tiếp: "Ngài đi lễ lạy danh sơn để mong cầu điều chi?" "Thưa khi vừa sinh ra thì không còn mẹ, nên này muốn lễ lạy danh sơn để hồi hướng công đức báo ân sinh thành của mẹ hiền." "Đường còn xa mà trời thì lạnh, vai mang hành lý nặng thế kia thì bao giờ mới đến được Ngũ Đài? Ta khuyên ngài hãy bỏ cuộc, chớ bái lạy như vậy nữa làm chi." "Xin cảm ơn ông khuyên bảo, nhưng thệ nguyện đã định trước rồi, không thể bỏ được." "Thệ nguyện như ngài có ai lập được? Hiện nay tuyết vẫn chưa tan, không thể nào tìm đường được đâu. Ngài hãy tạm theo dấu chân của ta mà đi khoảng 40 dặm nữa sẽ đến Bồng Huyện, nơi đó có chùa để nghỉ ngơi." Chúng ta chia tay tạm biệt, vì tuyết dày không thể lạy nên ta chỉ quay lưng lại lễ bước chân của mình. Đi đến Bồng Huyện có một hòa thượng tên là Đức Lâm, thấy ta lễ lạy trên đường, hòa thượng liền đến cầm phụ cây hương và nói: "Thỉnh thượng tọa vào chùa nghỉ ngơi." Sau đó lại bảo đệ tử mang hành lý của ta vào chùa, ân cần tiếp đãi. Ăn cơm uống trà xong, hòa thượng Đức Lâm hỏi: "Thượng tòa bắt đầu khởi hương lễ bái từ nơi nào?" Ta liền kể sơ qua, lại vì rằng muốn báo đáp thâm âm của cha mẹ nên từ núi Phổ Đà khởi hương lễ lạy đến đây đã hơn 2 năm trường. Lúc đàm đạo, biết ta xuất gia tại Cổ Sơn, hòa thượng Đức Lâm bất giác rơi lệ nói: "Tôi có 2 huynh đệ đồng tu từ Hành Dương và Phước Châu. Cả 3 chúng tôi đều hành hương lên núi Ngũ Đài và ở lại đây 30 năm trường. Sau đó họ chia tay trở về quê quán, từ đó họ bạt tâm. Nay nghe giọng nói Hồ Nam của Thượng Tọa lại cũng là Phật tử Cổ Sơn, chợt như gặp được huynh đệ đồng tu thuở xưa, bất giác xúc động. Chùa đây vốn đầy đủ gạo lúa, nay tuyết rơi nhiều như vậy, rất khó đi. Thượng Tọa nên ở lại đây đợi qua riêng hãy đi tiếp." Vì lòng trí thành khẩn thiết của vị hòa thượng nên ta miễn cưỡng lưu trú lại chùa qua năm đó. Mồng 3 tháng giêng, ta trân trọng từ biệt hòa thượng Đức Lâm rồi khởi hương lễ bái đi tiếp. Vài hôm sau ta đến phủ Tiểu Nam Hải, vì không biết nghỉ qua đêm nơi nào nên ta ra ngoài thành ngủ bên đường. Tối đó bụng ta đau dữ dội, sáng hôm sau ta cũng cố lễ bái, nhưng đến chiều thân ta bị cảm lạnh rất nặng rồi bắt đầu bị kiết lỵ. Những ngày kế tiếp ta vẫn ráng lễ lạy, cho đến ngày 13 thì đến Hoàn Gia Lĩnh. Trên đỉnh núi hoang vắng, chỉ trơ trọi một ngôi miếu hoang tàn không có mái nóc. Khi đó ta đã kiệt sức, không thể đi được nữa nên đành ghé vào đó tạm trú. Cứ thế đi cầu cả chục lần, người yếu dần rồi không sao cử động được.
Vì am miếu ở trên đỉnh núi, không người qua lại, nên ta đành nhắm mắt chờ chết. Tuy thế, thâm tâm ta không hề hối hận. Khuya ngày 15, ta chợt thấy phía tây miếu có ai đó đang đốt lửa. Nhìn kỹ lại thì nhận ra người ấy chính là Văn Cát lúc trước. Ta mừng rỡ gọi: "Tiên sinh Văn Cát." Văn Cát cầm đuốc tới hỏi: "Đại sư phụ, sao ngài vẫn còn ở đây?" Ta kể lại cho ông nghe những việc đã xảy ra. Người hành khất ngồi xuống bên cạnh, an ủi và đưa một bát nước cho ta uống. Đêm đó gặp được Văn Cát, thâm tâm ta rất yên ổn. Hôm sau, Văn Cát đem y phục sơ bẩn của ta ra giặt giũ, rồi nấu cho ta một chén thuốc để uống. Ngày 17, bệnh của ta thuyên giảm rất nhiều. Sau khi ăn hai chén cháo gạo vàng, thì mồ hôi ta túa ra như tắm. Qua hôm sau thì khỏi, ta bèn cảm tạ Văn Cát. Hai lần nguy hiểm đều nhờ tiên sinh cứu tế, xin cảm ơn. Văn Cát đáp: "Đừng để ý, đó chỉ là việc nhỏ thôi." Ta hỏi: "Bây giờ tiên sinh đi đâu?" "Ta trở lại núi Ngũ Đài. Tôi vẫn còn bệnh, lại phải lễ bái, không thể theo kịp tiên sinh." Người hành khất nói: "Ta quan sát ngài từ tháng chạp đến giờ, lễ lạy trên đường không được nhiều lắm. Vậy qua năm mới chắc tới nơi. Sức của ngài cũng không được khỏe, chắc khó mà lễ lạy được nữa. Theo ý ta, ngài không nên lễ lạy tam bộ nhất bái nữa, mà đi thẳng lên núi Ngũ Đài có hơn không?" "Tiên sinh có ý tốt, tôi rất cảm ơn. Nhưng vì lúc chào đời không được nhìn thấy mặt mẹ, mẹ vì sinh ra tôi nên mới qua đời, còn cha chỉ được một mụn con mà tôi lại bỏ trốn đi tu. Do đó cha tử quan, buồn rầu giảm thọ mà mất. Trời cao lồng lộng, ân cha nghĩa mẹ bao la, bao năm trần trọc không an nên mới phát nguyện triều bái. Cầu Bồ Tát gia hộ, nguyện cho cha mẹ được thoát khổ, sớm về cõi tịnh độ. Được thế thì chẳng quản chi trăm ngàn gian lao trước mắt, nếu không đến được thánh cảnh thì chết cũng không dám thối nguyện." "Tâm thành hiếu thảo kiên cố của ngài thật khó lập. Nay ta trở về núi, không gấp chi, nên ta muốn phụ mang hành lý trên đường để ngài dễ dàng lễ lạy, bớt đi sầu khổ, tâm không sinh hai niệm. Nếu thế, công đức của tiên sinh thật lớn vô cùng. Tôi nguyện đem công đức lễ lạy này chia làm hai, phần nửa hồi hướng cho cha mẹ sớm chúng đạo Bồ Đề, phần nửa xin hồi hương đến tiên sinh để báo đền ơn cứu mạng." "Ngài thật là người con hiếu thảo, còn ta chỉ thuận tiện mà giúp thôi, đâu dám nhận lời cảm tạ." Sau đó Văn Cát lo cho ta cả 4 ngày liền, bệnh tình ta thuyên giảm rất nhiều. Ngày 19 tuy còn yếu nhưng ta vẫn khởi hương tiếp tục lễ bái. Việc mang hành lý và ăn uống đã có Văn Cát lo dùm. Bao vọng tưởng trong đầu đều ngừng, ngoài không phiền lụy, trong không vọng niệm. Bệnh ngày càng thuyên giảm, sức khỏe ngày càng gia tăng. Từ sáng đến tối, lễ lạy được khoảng 40 dặm, nhưng ta không cảm thấy mệt nhọc chút nào. Tháng 2 ta đến chùa Ly Tướng thuộc huyện Thái Tục. Vị tăng tri khách 1. Chú thích 1. Tăng tri khách, vị tăng lo việc tiếp khách. Nhìn thấy ta và Văn Cát liền hỏi: "Vị này là ai?" Ta thuật lại đầu đuôi sự việc xảy ra trên đường. Nghe xong, vị tăng tri khách nổi giận: "Thầy ra ngoài hành cước mà không biết thời cuộc, chắc thầy phải là một đại quan nên mới có người theo hầu cận như vậy. Đã muốn hưởng phước, cần gì phải ra ngoài lễ lạy như thế? Thầy xem có ai đi hành hương tam bộ nhất bái mà có người thế tục sách bị theo hầu hay không?" Người khiển trách như thế, ta không dám đáp lại mà chỉ nhận lỗi của mình rồi cáo từ. Vị tăng kia nổi giận: "Thầy thật vô lý, tự tiện đến rồi tự tiện đi, ai cho thầy đi như vậy?" Nghe lời trước ngược lời sau, ta không biết phải làm gì nên đành nói: "Xin phiền tiên sinh Văn Cát đến trọ tại lữ quán, còn tôi xin ngài cho nghỉ tại đây một đêm có được không?" "Vậy cũng được." Thấy vậy Văn Cát lên tiếng: "Từ đây đến Ngũ Đài cũng không còn xa lắm, ta sẽ trở về núi trước, còn ngài cứ từ từ mà đi. Hành lý của ngài không lâu sẽ có người mang lên núi dùng." Ta cố giữ Văn Cát lại nhưng không được, lại đưa tiền cho, Văn Cát cũng không nhận, rồi từ biệt mà đi. Sau khi Văn Cát ra đi, vị tăng tri khách đổi sắc mặt vui vẻ, mang đồ của ta vào chùa, rồi ra bếp nhúng lửa, nấu trà luộc bún. Ngạc nhiên trước thái độ ấy, lại thấy trong chùa chẳng có ai, ta liền hỏi: "Thưa thầy, trong chùa đây tăng chúng nhiều hay ít?" "Mấy năm nơi này liên tiếp bị thất mùa nên mọi người bỏ đi hết, chỉ còn lại mình ta.
lương thực chỉ có ít 4 miếng. Vừa rồi ngoài cửa ta chỉ nói vậy để đuổi tên hành khất kia đi thôi, xin thầy đừng để trong lòng. Ta nghe thấy thế buồn bực vô cùng, chẳng biết nói gì đành miễn cưỡng nuốt nửa tô bún rồi cáo từ. Thầy chi khách cố giữ lại, nhưng ta không có lòng gì để đáp ứng. Ta đến lữ quán tìm kiếm Văn Cát nhưng không gặp. Lúc ấy là ngày 18 tháng 4, tuy trời tối nhưng trăng tỏ. Vì muốn đuổi kịp Văn Cát nên ta lễ lạy luôn trong đêm hướng về phủ Thái Nguyên mà đi. Vì nóng lòng gấp gáp nên hôm sau máu từ mũi ta cứ thế chảy ra không ngừng. 20 ngày sau ta đến chùa Bạch Vân tại Hoàng Độ Câu. Các tàn sĩ thấy mũi miệng ta ra đầy máu nên không cho trú, chỉ miễn cưỡng cho nghỉ qua đêm ở cổng chùa. Sáng hôm sau ta vào thành Thái Nguyên đến chùa Cực Lạc xin ăn. Nhưng thấy hình dáng tiểu tụy của ta, các tàn sĩ tại đây liền chửi mắng ta thậm tệ nên ta đành nhịn đói. Hôm sau ta đang tiếp tục lễ bái trên đường thì gặp một vị sư trẻ tên là Văn Hiền. Thấy ta chân thành lễ bái, thầy liền đến mang phụ hành lý rồi mời ta vào một ngôi chùa gần đó nghỉ ngơi, tiếp đãi cơm nước. Ta hỏi: tuổi thầy chỉ ngoài 20, làm thế nào mà được trụ trì nơi đây? Bạch thượng tọa, cha của con làm quan ở nơi đây đã nhiều năm, nhưng vì thanh liêm không theo bè đảng nên bị gian thần hãm hại. Mẹ con vì vậy uất khí mà mất, con đành nuốt lệ xuất gia. Quan thần sĩ thứ nơi đây biết gia cảnh con nên thỉnh con về trụ trì chùa này. Con chỉ cố gượng ở lại vì lúc nào cũng muốn rời chỗ này. Nay được chiêm ngưỡng đạo phong oai đức của thượng tọa, tâm con kính phục. Mong thì ngài ở lại nơi đây ít lâu để con được dịp hầu cận học hỏi. Ta thuật lại nguyên do phát nguyện lễ bái, thầy này càng thêm cung kính, cố lưu giữ ta ở lại cả 10 ngày. Sau đó ta tiếp tục bèn lên đường lễ bái. Thầy có ý cúng dường y phục cùng tiền lộ phí nhưng ta không nhận. Thầy cầm phụ hương, tiễn ta đi cả hơn 10 dặm rồi rơi lệ từ biệt. Buổi sáng nọ đang lúc ta lễ lạy trên đường thì có một cỗ xe ngựa ở đằng sau tiến đến, nhưng cứ hoãn lại mà không vượt qua mặt. Ta biết nên có ý lánh qua một bên thì vị quan từ trên xe bước xuống hỏi: tại sao đại sư lại lễ trên đường như thế này? Ta thuật sơ qua lời phát nguyện của mình. Vị quan bèn nói: tôi hiện đang trú tại chùa Bạch Vân nơi Nga Khẩu, nếu ngài chiều bái đến ngũ đài thì phải đi ngang qua đó, vậy xin để tôi mang dùng hành lý của ngài lên đó trước. Ta vui mừng cảm tạ. Vị quan sai người mang hành lý của ta lên xe rồi đi khuất. Từ đó ta tiếp tục lễ bái, không còn bị trở ngại chi nữa. Giữa tháng năm ta lại đến chùa Bạch Vân, gặp lại viên quan mang hành lý dùm ta hôm trước. Ngài thấy ta đến liền ra nghênh tiếp, mời vào doanh trại nghỉ ngơi, ân cần ưu đãi. Ta nghỉ ở nơi đây 3 ngày, sau đó cáo từ. Vị quan ấy cúng dường tiền lộ phí cùng lễ vật nhưng ta không nhận. Vị ấy bèn sai quân lính mang hành lý của ta cùng tài vật cúng dường đến chùa Hiền Thông trên núi Ngũ Đài. Ta tiếp tục khởi hương lễ bái đến núi Khê Phong, Bích Ma Nham, Sư Tử Oa, Long Động cùng các nơi khác. Thắng cảnh nước non đẹp không thể tả hết, nhưng vì bận lễ bái nên ta không thể nhìn xem rõ ràng. Cuối tháng năm ta đến chùa Hiền Thông, lấy hành lý do quân lính mang lên mấy ngày trước, rồi đến chùa Am tự viện kế cận dâng hương lễ bái. Ta đi khắp nơi hỏi thăm tung tích Văn Cát nhưng không ai biết cả. Sau đó ta thuật lại sự tình cho một lão tăng nghe. Vị ấy liền chắp tay nói: đó chính là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù đấy, ngài thường hiện thân thành người hành khất để giúp đỡ những kẻ hành hương. Nghe thế ta liền đảnh lễ cảm tạ Bồ Tát. Hôm sau ta khởi hương lạy qua Đông Đài. Đêm tối trăng thanh sao sáng, ta đến một ngôi đất bằng đá để dâng hương lễ bái tụng kinh, ngồi thiền suốt một tuần trong thất. Sau đó ta xuống núi lạy qua hang Na La Diên, khởi hương lạy lên đỉnh Hoa Nghiêm rồi ở đó qua đêm. Hôm sau ta lạy qua Bắc Đài, nghỉ qua đêm tại Trung Đài, rồi lạy qua Tây Đài trước khi trở về chùa Hiển Thông. Ngày thứ 7 ta lạy qua Nam Đài và thiền thất ở nơi đây. Ngày 15 ta trở về chùa Hiển Thông. Đến đây lời nguyện bái hương 3 bước một lạy trong 3 năm để cầu cho cha mẹ được siêu thoát đã hoàn mãn. Trong suốt 3 năm, trừ những lúc bị bệnh hoạn, gió mưa sương tuyết cản trở không thể lễ lạy,
Còn mọi lúc khác ta luôn nhất tâm chánh niệm. Khi lễ lạy trên đường, dầu gặp gian nan nhưng tâm ta luôn vui vẻ. Mỗi lần xét lại tâm hình, hễ càng gặp khổ bao nhiêu thì tâm lại càng an lạc bấy nhiêu. Vì thế ta mới hiểu rõ được lời của cổ nhân nói rằng, nếu tiêu bớt một phần tập khí thì được thêm một phần sáng suốt. Có nhẫn được 10 phần phiền não thì mới chứng được ít phần bồ đề. Trên đường đi có rất nhiều danh lam thắng cảnh, từ núi Phổ Đà đến Giang Chiết, Trung Châu, Hoàng Hà, Thái Hành, thắng cảnh danh sơn nhiều kể không hết. Hồi ký du lịch xưa nay tuy mô tả rất tường tận, nhưng nếu thân không đến những nơi đó thì không thể cảm nhận được rõ ràng được. Như thắng cảnh Thanh Lương tại Ngũ Đài, nơi Bồ Tát Văn Thù thường phóng quang chẳng hạn, có những dãy núi sừng sững cao hàng ngàn thước, tuyết phủ quanh năm, có những cây cầu đá, lầu cát xây lơ lửng trên sườn núi đẹp lạ thường, không thể tìm thấy được ở những nơi khác. Trong lúc ta bái hương ba bước một lạy, không thể thưởng lãm được những thắng cảnh này, nhưng khi nguyện lễ lạy đã xong, thì ta cũng đến lại những chỗ đó xem xét. Ta lên Đại Loa Đính. 1. Chú thích 1. Đại Loa Đính, một trong những ngôi chùa lâu đời trên Ngũ Đài Sơn. Lễ lạy những ánh đèn trí huệ, đêm thứ nhất không thấy chi, nhưng đêm thứ hai ta thấy trên đỉnh Bắc Đài có một chùm lửa bay qua trung đài rồi rơi xuống. Từ một chùm lửa to mà phân ra cả chục chùm lửa bé, lớn nhỏ không đồng. Đêm thứ ba ta lại thấy bên trung đài, trên không trung xuất hiện ba chùm lửa sáng rực, bay lên bay xuống. Nơi Đại Bắc cũng hiện ra bốn chùm lửa, lớn nhỏ không đồng. Mồng 10 tháng 7 ta bái tạ Bồ Tát Văn Thù rồi xuống núi. Từ đỉnh Hoa Nghiêm ta đi về hướng Bắc, đến Đại Doanh, lên thẳng khẩu Hổ Phong. Trên đỉnh núi có một tảng đá ghi khắc rằng đây là ngọn núi đầu tiên ở phương Bắc. Đi vào miếu đó thì thấy có những tảng cấp cao vời vợi như lên tận trời xanh. Đi vào miếu đó thì thấy có những tầng cấp cao vời vợi như lên tận trời xanh, cùng cả rừng đá. Lễ xong ta xuống núi, đến phủ Bình Dương thăm hang động tiên nhân Nam Bắc. Phía nam của thành này còn có miếu thờ vua Nghiêu. 2. Chú thích 2. Nghiêu, đế Nghiêu hay đường Nghiêu, là một vị vua huyền thoại của Trung Quốc thời cổ đại. Đường Nghiêu được ca ngợi là một vị vua tài giỏi và đạo đức, nhân từ và cần cù, rất hoành tráng và mỹ lệ. Ta quay về hướng nam, đến Bồ Châu, Lô Thôn, lễ miếu Hán Thọ Đình Hầu 3, rồi qua sông. Chú thích 3. Hán Thọ Đình Đầu, Quan Vân Trường, danh hiệu vua ban cho Quan Vũ, còn được gọi là Quan Công, biểu tự Vân Trường, một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc, rồi qua sông Hoàng Hà vượt Đổng Quan, vào đất Thiểm Tây, lên núi Thái Hòa 1. Chú thích 1. Thái Hoa Sơn hay Tây Nhạc là một trăm năm đỉnh núi chính của Hóa Sơn ở tỉnh Thiểm Tây. Hóa Sơn là 100 năm ngọn núi thuộc ngũ nhạc danh sơn của Trung Quốc. Lễ miếu Hóa Sơn Tây Nhạc, ta vòng qua Thiên Xích Tràng tới Lão Quân Lê Câu, tham quan các danh lam thắng cảnh khác như mộ hai vị thánh tể Di. 2. Chú thích 2. Bá Di, Thúc Tể là hai người con của vua nước Cô Trúc, là nước Chu Hầu của nhà Thương. Bá Di và Thúc Tề cùng nhường ngôi lại cho người em thứ ba là Á Bằng và rủ nhau ở ẩn trên núi Thủ Dương. Lúc nhà Chu đánh nhà Thương, hai ông Di Tề ra ngăn chặn binh mã của Vũ Vương mà không được nên đã quay về núi Thủ. Không chịu dùng thóc gạo nhà Chu nhịn đói mà chết. Người Trung Hoa thời xưa cho hai ông là bậc hiền sĩ có khí phách. Sau đó ta lại qua núi Thủ Dương tới chùa Quán Âm ở Hương Sơn xem phần mộ của Trang Vương. Rồi vào tỉnh Cam Túc đến chùa Bình Lương, núi không động, gần cuối năm ta trở về Hương Sơn ở qua năm mới. Hết phần 1 chương 2. Phần 1 chương 3. Năm Quan Tự thứ 11, ta rời chùa Hương Sơn đi vào đất Thiểm Tây, ghé Hàm Dương xem cây cổ thụ cam đường của Triệu Bá. Thành đất Trường An, nơi tường thành hùng vĩ, vẫn còn nhiều di tích lịch sử. Phía đông bắc thành có chùa Tử Ân, trong chùa có tháp Đại Nhạn 1. Chú thích 1. Tháp Đại Nhạn hay chùa Đại Nhạn ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Đây là nơi đường Tam Tạng đã lập một khu dịch thuật kinh khổng lồ để dịch kinh Phật từ tiếng Phạn sang chữ Hán sau khi thỉnh kinh từ Ấn Độ về. Được cất cao 7 tầng,
cùng bia đá đời nhà Đường và bia cảnh giáo 2. Chú thích 2, bia cảnh giáo, nhà thờ cơ đốc giáo được xây dựng ở Trung Hoa thời nhà Đường. Nhà Đại Tần 3, chú thích 3, nhà Đại Tần chỉ đế quốc La Mã. Trước cung phủ học là một rừng bia đá có hơn 700 loại khác biệt. Phía đông của thành còn có cầu Ba Kiều, rộng khoảng 72 thước, cũng có lâu trạm, nơi khách qua đường thường gặp mặt hẹn hò. Dừng lại ở cửa ải Dương Quan, ta đến chùa Hoa Nghiêm, lễ tháp Hòa Thượng Đỗ Thuận. 1. Chú thích 1. Hòa Thượng Đỗ Thuận 557-640 được xem là sơ tổ của Hoa Nghiêm Tông, một tông phái quan trọng của Phật giáo Trung Quốc. Và tháp Quốc Sư Thanh Lương 2. Chú thích 2. Thanh Lương Quốc Sư hay Thanh Lương Trưởng Quán 738-838 là người Thiệu Châu Sơn Âm, nay là Thiệu Hưng Chiết Giang Trung Quốc. Ông được xem là tứ tổ của Hoa Nghiêm Tông. Sau đó ta qua chùa Hưng Quốc, lễ tháp Pháp Sư Huyền Trang, rồi đến núi Trung Nam 3. Chú thích 3, Trung Nam Sơn là một nhánh của dãy núi Tần Lĩnh, nằm ở tỉnh Thiểm Tây, phía nam thành phố Tây An. Các ngọn núi của Trung Nam Sơn nổi tiếng khi là nơi ở ẩn của các ẩn đạo sĩ đạo giáo từ thời nhà Tần. Sau đó các tu sĩ Phật giáo bắt đầu sống ở vùng núi này khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa từ Ấn Độ trong những năm đầu của thiên nhiên kỷ đầu tiên. Thăm chùa Bảo Tạng, sau đó ta đến phía nam Ngũ Đài, gặp Đại Lão Hòa Thượng Giác Lãng, Trị Khai Pháp Nhẫn, Thể An, Pháp Tánh đang kết am tranh tọa thiền nơi đây. Chư vị giữ ta ở lại, ta bèn kết am tranh, cùng chư tăng tham cứu tu hành được lợi ích rất nhiều. Tháng 2 ta xuống núi đến lễ chùa Hoàn Dụ tại núi Thúy Vi, rồi qua chùa Tịnh Nghiệp tại núi Hậu An lễ tháp Tuyên Tổ 4. Chú thích 4. Đạo Tuyên còn gọi là Nam Sơn Luật Sư 596-667, được xem là tổ sư của Luật Tông Phật giáo Trung Hoa vào đời nhà Đường. Và năm 732, ông cũng là người đưa Luật Tông Hoa Nghiêm và phái Thiền Bác Tông sang Nhật Bản. Đạo Tuyên cũng là người trợ giúp Huyền Trang trong công việc dịch kinh điển của Luật Tông, đến chùa Thảo Đường lễ đạo tràng của Pháp Sư Kiêu Ma La Thập. 5. Chú thích 5. Pháp Sư Kiêu Ma La Thập hay Tam Tạng Pháp Sư 344-413 là người gốc Ấn Độ. Thân phụ ngài là Kiêu Ma La Viêm, bỏ ngôi tướng quốc, xuất gia tu Phật và xuất ngoại vào nước Cưu Ti, miền Tây Vực, nay thuộc tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Ngài Kiêu Ma La Thập cùng với Huyền Trang là hai người có công lớn trong việc dịch các kinh điển Phật giáo sang chữ Hán được lưu truyền cho đến ngày nay. Sau đó ta đến chùa Nhị Bản, lên đỉnh Hoa Trì nơi có mạch nước phân thành 4 dòng, rồi qua đất Hán Trung. 1. Chú thích 1. Hán Trung là một địa cấp thị tương đương thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Thiểm Tây. Tới miếu Chư Cát tại Bao Thành, thăm đèn vạn năm của Trương Phi cùng các danh lam thắng cảnh khác. Tiếp sau đó ta vượt Long Động Bối, qua ải Kiếm Môn, thăm chùa Bát Đồng và mộ phần Bàng Thống. Ải Kiếm Môn là nơi chót núi bị cắt làm đôi, hai vách đá dựng thẳng như lưỡi kiếm. Sử ghi rằng có một vị tướng quân giữ ải, đánh tan đạo quân cả 10.000 người. Ở trên núi còn có thành Khương Duy, tức nơi đóng binh của Khương Bá Ước hai thuở xưa. Chú thích 2. Khương Duy hay Khương Bá Ước 202-264 là một đại tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Cầu treo trên núi rất khó đi, như lên trời xanh, thật lời của người xưa không hư dối. Năm sau ta vào đất Tây Xuyên, đơn độc hành bộ, ba y một bát, chẳng chi lụy phiền, thành thản an nhàn với cảnh non nước, thâm tâm an nhiên tự tại. Tháng Giêng năm Quan Tự thứ 14, ta từ chùa Bảo Quang khởi hành vào thành đô, lễ chùa Chiêu Giác, viện Văn Thù 3, chú thích 3, Văn Thù Tu Viện là ngôi chùa Phật giáo được xây dựng từ đời Đường ở thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật mang tính lịch sử và văn hóa xuyên suốt nhiều thế kỷ để thờ cúng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ. Chùa Thảo Đường, cung Thanh Dương rồi tới chân núi Nga Mi. Ta đi từ chùa Phục Hổ, động Cửu Lão qua sơn đảnh của núi Nga Mi 4 để lễ hương. Chú thích 4. Nga Mi Sơn
Núi Nga Mi tọa lạc trong thành phố Tứ Xuyên ở thượng du sông Trường Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Ngọn núi này cùng với Phổ Đà Sơn, Ngũ Đài Sơn và Cửu Hoa Sơn được xem là tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Quốc. Đêm đến ta thấy Phật quang, muôn ngàn đốm lửa sáng rực như một dải ngân hà trên trời. Thắng cảnh như thế không thể tả hết. Nơi chùa Bảo Quang ta vào tham kiến Hòa Thượng Ứng Chân rồi trú tại chùa 10 ngày. Sau đó ta qua chùa Vạn Niên, lễ điệm Phật Tỳ Lô Gián Na. Xuống núi ta đến Nhã Châu qua huyện Huỳnh Kinh vào Lô Định. Đây là biên giới của tỉnh Tây Xuyên. Tháng 5 ta băng qua sông Lô, sông này rộng những 3 dặm. Bạc ngàn sông là cầu dây Lô Định. Người đi trên cầu này phải rất cẩn thận vì cầu thường đong đưa lắc lư. Ta đi đến sát Mộc Đa, tức Xương Đô rồi tới Thạc Đốc. Nơi đây đất rộng người thưa, có đủ chủng tộc như người Hoa, Tây Tạng, Mông Cổ, vân vân. Ngôn ngữ khác biệt, người biết tiếng Hoa chỉ vài 300. Tại Lý Đường 1, chủ thích 1. Lý Đường, một huyện thuộc châu tự trị của dân tộc Tạng Cam Tư, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhiều Phật tử lỗi lạc đã sinh ra ở đây như Kensang Gyatso, Đạt Lai Lạt Ma thứ 7, Tsu Chim Gyatso, Đạt Lai Lạt Ma thứ 10. Có ngọn núi Thần Công Cát là vùng đất thánh của Phật tử người Tây Tạng. Ba Đường là vùng núi cao hiểm trở, sát Mộc Đà có nhiều sông ngòi. Các chủng tộc phần lớn theo Lạt Ma giáo, từ Lạp Lý đi về hướng Nam đến Giang Đạt, vượt qua vùng này tức đến biên giới Tây Tạng. Ta vào đất Tây Tạng, băng qua sông Điểu Tô Giang, đến thủ đô Lạp Tát, Lhasa. Đây là trung tâm hành chính và tôn giáo của toàn nước Tây Tạng. Phía Tây Bắc là núi Đạp Bố Lạp, có cung Đạp Bố Lạp, Potala 2. Chú thích 2. Đạp Bố Lạp cung, cung điện Potala là một cung điện ở Lhasa, khu tự trị Tây Tạng. Đây từng là nơi của các đời Đạt Lai Lạt Ma cho đến khi Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 lưu vong sang Dharamsala, Ấn Độ vào năm 1959. Tên của nó được đặt theo ngọn núi Potalaka, theo truyền thuyết là nơi ở của Quán Thế Âm Bồ Tát. Công trình được khởi công xây dựng bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 vào năm 1645, được xây cất rất trang nghiêm. Cung này là nơi Đạt Lai Lạt Ma thường ngồi thuyết pháp. Quanh ngài có hơn 20.000 vị Lạt Ma bao quanh tu học. Vùng phụ cận có 3 ngôi chùa lớn như Cát Nhĩ Bàn, Biệt Bạng, Sắc Lạp, cũng có hàng ngàn vị Lạt Ma tu học. Vì ngôn ngữ bất đồng khi đến các chùa Tây Tạng, ta chỉ dâng hương cùng lễ Phật mà thôi. Sau đó ta đi về hướng Tây qua Giang Tử, đến chùa Gia Thập Luân Bố, Ta Si Hun Po, kiến trúc đổ sộ hùng vĩ, rộng cả mấy dặm. Đây là trung tâm hành chánh và tôn giáo thứ nhì của Tây Tạng do vị Ban Thiền Lạt Ma lãnh đạo. Vị này cũng có 4-5 ngàn vị Lạt Ma thường xuyên vây quanh tu học. Từ Tây Xuyên qua đất Tây Tạng ta đi mất 1 năm. Cứ mặt trời lên thì đi, mặt trời lặn thì dừng. Leo núi, băng sông, lắm khi cả mấy ngày mà chẳng gặp một bóng người. Chim thú khác lạ, phong tục danh xưng dị kỳ. Tăng sĩ miền này không giữ giới luật ăn thịt bò dê, y áo đạo phục phân chia tông phái, mũ đỏ mũ vàng khác biệt. Ta nhớ lại pháp hội tại Kỳ Viên Tịnh Xá, lúc Phật còn tại thế thì hương thịnh như thế nào, còn nay thật sự suy đồi mà rưng rưng nước mắt. Ta không muốn ở lại Tây Tạng lâu nên tiếp tục đi về hướng Nam, qua Lạp Cát là quan ải lớn nhất giữa Tây Tạng và Ấn Độ, tới đất nước Bất Ban, Bhutan. Vượt qua bao núi cao vách đứng ở nơi gọi là Thông Lĩnh Sơn hay Tuyết Sơn. Sau đó ta đến thành Dương Bộ, lễ bái các thánh tích Phật Đà, rồi tới Hải Cảm, Mãnh Gia Lạp, Bengal, vượt biển đi Tích Lan, Sri Lanka. Ta lễ bái các thánh tích xong, liền qua Miến Điện, triều bái Tháp Đại Kim. Nơi đây có một tảng đá lớn kỳ dị, được gọi là chỗ ngồi của tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Họ có rất nhiều người đến đó lễ bái. Đến tháng 7, ta khởi hành trở về nước. Từ Lạp Thước ta qua ải Hán Long vào Vân Nam, vượt qua Miễn Ninh, Long Lăng, Triều Châu, Hạ Quan, ta đến Đại Lý xem ngắm Hồ Nhĩ Hải, nơi tiếng sóng vang xa cả vài dặm, thật là một nơi kỳ lạ. Ước nguyện đầu tiên của ta khi trở về nước là đi tham bái núi Kê Túc, nơi tôn giả Maha Kasyap đang nhập định, đợi Phật Di Lặc ra đời. Chú thích 1.
1. Kê Thu Sơn là một trong những danh sơn tại Trung Quốc gắn liền với Phật giáo, thuộc huyện Tân Xuyên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, do Kê Túc cũng gọi là tên núi của nước Ma Kiệt Đà Ấn Độ, nơi ngài Maha Kassyap nhập diệt, nên Phật giáo Trung Hoa đã đồng nhất núi này với núi Kê Túc tại Ấn Độ và cũng coi nơi này là đạo tràng ứng hóa của ngài Maha Kassyap. Ta băng qua hồ Nhĩ Hải hướng về phía đông bắc mà đi, đến Hoán Sắc ta ghé vào thăm miếu của An Bang Đại Vương, rồi tới núi Kê Túc. Tương truyền lúc tôn giả Kassyap vào núi có 7 vị vua đi theo hộ tống, không đành lòng trở về, họ ở lại đây tu hành thành thần hộ pháp. Người dân dựng miếu thờ gọi là miếu Đại Vương. Ta đi thẳng lên chánh điện, bên trong có thờ tôn tượng tôn giả Kassyap. Tương truyền khi tôn giả An Nam đến lễ bái thì cánh cửa đá gọi là cửa hoa thủ tự nhiên mở ra. Bên trong là thánh cảnh trang nghiêm huyền diệu, có ngài Maha Kassyap đang ngồi nhập định. Cửa đá này lớn tựa như cửa thành, cao vài trăm thước, rộng hơn trăm thước. Hai cánh cửa đều đóng, nhưng đường lằn giữa hai cánh cửa vẫn hiện rõ. Hôm ấy du khách cùng người địa phương đến chiêm bái rất nhiều. Lúc ta đang dâng hương lễ bái thì tự nhiên có 3 tiếng đại hồng trung vang lên. Người địa phương đều vui mừng lễ bái theo và nói: hễ mỗi lần có bậc thánh nhân đến thì đều nghe tiếng chuông trống, mõ khánh vang lên. Chúng tôi đã từng nghe thấy tiếng khánh mõ mà chưa từng nghe tiếng đại hồng trung. Này sư phụ đến đây lễ bái, chúng tôi lại nghe tiếng đại hồng trung, chắc đạo hạnh của ngài phải cao lắm. Ta không dám nhận lời tán tụng ấy. Hôm nay ta lên đỉnh Thiên Trụ, nơi cao nhất của cả ngọn núi. Từ đỉnh xuống chân núi cao khoảng 30 dặm. Trên đỉnh có một ngôi điện bằng đồng cùng một tháp lăng nghiêm. Theo tài liệu ghi chép thì cả ngọn núi có 360 am nhỏ và 72 ngôi chùa lớn, nhưng nay chỉ còn lại dưới 10 ngôi chùa. Từ nhiều năm nay kẻ tu hành không chịu giữ gìn giới luật ăn mặn, uống rượu, lập gia đình, rồi cùng người thế tục sống lẫn lộn không phân biệt. Chùa chiền biến thành tài sản riêng của tăng sĩ, cha làm sư thì con cũng làm sư, con cháu nối tiếp nhau thừa hưởng sản nghiệp. Họ tập hợp phong chức tước cho nhau và không cho khách tăng nơi khác ở lại trên núi, dầu chỉ trong một thời gian ngắn. Nhớ xưa kia các pháp hội đều hưng thịnh, nay thì thế nhân suy đồi, thật đau lòng khôn xiết. Tâm ta muốn trùng hưng lại đạo tràng này, nhưng không biết có đủ cơ duyên chăng? Từ Vân Nam qua núi Thủy Mộc tới phủ Sở Hùng 1. Chú thích 1. Sở Hùng, một châu tự trị ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chú tại chùa Cao Đình. Lúc vừa mới đến chùa, ta nghe thấy mùi hương hoa lan bay khắp cả. Vị tăng chi sự 2. Chú thích 2. Tăng chi sự, vị tăng điều hành chịu trách nhiệm về tổ chức của tu viện. Chúc mừng. Thượng tọa đến, vị thần hoa lan phóng ra hương thơm thật là kỳ diệu. Trong tài liệu của chùa có viết rằng núi này có vị thần hoa lan vô hình dạng, nếu có cao tăng đến thì phóng tỏa hương thơm. Này mùi hương hoa lan bay khắp núi, chắc là do đạo đức của thượng tọa cảm hóa nên vậy. Ta được vị tăng chi sự ân cần chiêu đãi, cố giữ ở lại lâu. Vì muốn trở về Hồ Nam Khất nên ta mới khước lời mời, chỉ ở lại qua một đêm rồi đi ngay. Ta đến Võ Xương Hồ Bắc lễ hòa thượng Chí Ma tại chùa Bảo Thông và họp đại bi sám pháp tại chùa. Xong ta liền đi Cửu Giang vào Lô Sơn đảnh lễ hòa thượng Chí Thiện tại chùa Hải Hội và tham gia pháp hội niệm Phật. Sau đó ta ghé tỉnh An Huy thăm núi Hoàn Sơn, tới núi Cửu Hoa 1. Chú thích 1. Cửu Hoa Sơn, một trong tứ đại Phật giáo danh sơn tại Trung Quốc, nằm về phía đông nam của phố Trì Châu thuộc tỉnh An Huy. Đây là ngọn núi gắn liền với Địa Tạng Bồ Tát. Lễ tháp Địa Tạng Bồ Tát. Đến cùng bà niên ta lễ Bảo Ngộ Hòa Thượng. Ngài là một vị đại lão hòa thượng, giới hạnh tinh nghiêm, định lực bậc nhất. Băng qua sông ta đến núi Bảo Hoa lễ hòa thượng Thánh Tánh và lưu trú tại đây qua năm mới. Trong 2 năm thân hành vạn lý, mọi thời ta đều đi bộ, chỉ trừ những lúc dùng thuyền vượt biển, trèo núi băng sông, tuyết sương mưa gió, núi cao đồng vắng, chim thú lạ lùng, phong cảnh thay đổi hàng ngày, nhưng tâm ta vẫn tĩnh như trăng tròn lơ lửng. Thể lực ta tăng cường, bước đi lẹ làng, không thấy mệt nhọc. Người xưa bảo rằng đọc xong 10.000 quyển sách phải đi 10.000 dặm, thật đúng thay.
Hết phần 1 chương 3.